Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người phương pháp diện chẩn điều trị bệnh ăn không tiêu. Thì ăn không tiêu thì là một cái hiện tượng thường gặp trong tiêu hóa. Nó biểu hiện bằng sự đầy bụng, ứ hơi lâu sau khi dùng bữa cơm, đôi khi kèm theo ở nóng hoặc là đau ở vùng thượng vị. Thì đối với diện chẩn thì cái điều trị ăn không tiêu này rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ bấm có một huyệt, đó là huyệt số 19. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người điều trị cái việc ăn không tiêu rất là dễ dàng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái huyệt 19. Cái huyệt 19 thì nó nằm ở dưới chân cánh mũi. Chúng ta sẽ xác định nó nằm ở giữa hai lỗ mũi và ở dưới chân của cánh mũi, nằm ở vị trí này. Khi chúng ta ấn vào thì nó có hơi đau đau, thì đó là huyệt 19. Thì khi đó chúng ta sẽ ấn và dây cái huyệt 19 này khoảng 20-30 lần, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái việc mà ở chua hay là ở nóng sẽ nó sẽ giảm bớt. Chúng ta sẽ ấn và dây như thế này, ấn và dây. Để mà điều trị dứt điểm cái bệnh này thì chúng ta phải thường xuyên thực hiện dây và ấn cái huyệt 19 này. Một ngày chúng ta làm phải 3-5 lần, và chúng ta làm cho tới khi nào mà chúng ta hết bệnh thì thôi. Tại vì cái này, cái biện pháp diện chẩn này tùy theo cơ địa của mỗi người, thì nó sẽ hết nhanh hay là hết chậm thì tùy theo cơ địa. Chúng ta không có uống bất cứ một cái viên thuốc nào hết, nên chúng ta cứ kiên trì thực hiện. Thì ngoài cái việc ấn và dây cái huyệt 19 này, thì chúng ta cũng có thể dùng cái nhang ngải cứu. Thì đây là cái nhang ngải cứu. Thì chúng ta sẽ dùng hột quẹt, chúng ta đốt lên xong rồi chúng ta hơ. Khi mà cái nhang ngải cứu này nó đốt, nó đỏ rực khoảng 1,5 cm, thì chúng ta sẽ dùng cái nhang ngải cứu này, chúng ta hơ tròn tại cái vùng rúng đó. Chúng ta sẽ hơ tròn tại cái vùng rúng như thế này, độ khoảng 1 phút. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng kết hợp để lấy cái cầu gai này, chúng ta lăn miệng vài chục lần. Thì chúng ta sẽ lăn miệng như thế này đó, chúng ta sẽ lăn miệng theo chiều kim đó, chúng ta sẽ lăn miệng, lăn vùng miệng này độ 2-30 lần. Chúng ta sẽ lăn 2-30 lần. Đó, chúng ta lăn như vậy. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa các bước để điều trị bệnh ăn không tiêu có triệu chứng là ợ chua. Chúng ta cảm thấy đầy bụng, trướng hơi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm và dây cái huyệt 19 ở đây. Nó ấn và dây cái huyệt 19 độ 20-30 lần. Chúng ta ấn vào dây cái huyệt 19.
Tiếp theo á, là chúng ta sẽ dùng một cây nhang ngải cứu như thế này. Thì cái nhang ngải cứu này á, là chúng ta sẽ mua một cái bịch nó như thế này. Xong rồi trong đây có khoảng 5-6 cây gì đó thì chúng ta sẽ xài. Chúng ta đốt nhang ngải cứu này khi mà nó đỏ rực khoảng 1,5 cm giống như cục than hồng ở cái đầu trên này, thì chúng ta dùng cái đầu nhang đó chúng ta sẽ hơ tròn quanh rúng. Chúng ta sẽ hơ khoảng 20 tới 30 cái quanh rúng, tới khi nào mà rúng chúng ta cảm thấy ấm chúng ta hơ. Rồi cái sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lăng cầu gai này. Lăng cầu gai này chúng ta sẽ lăn quanh miệng cũng 20 tới 30 lần. Nó chúng ta quay lăn quanh miệng. Chúng ta lăn quanh miệng, chúng ta cảm thấy nó hơi bị nhói nhói thì đó là trúng những cái nguyệt này, thì chúng ta nó hơi nhói lên. Các bạn hãy kiên trì thực hiện ba cái bước trên, thì tôi hy vọng là cái video này sẽ giúp được tất cả mọi người, những ai mà có triệu chứng ợ chua, ăn không tiêu, sẽ trị dứt điểm cái bệnh khó chịu này. Xin chào.